Tại buổi làm việc, bà Elbert Ackerman, đại sứ đặc mệnh toàn quyền Vương quốc Hà Lan tại Việt Nam, đã cho rằng vai trò của Hội Nông dân Việt Nam rất quan trọng trong quá khứ, hiện tại và tương lai. Đây là tổ chức, là chỗ dựa chắc chắn cho những người nông dân Việt Nam. Đặc biệt trong thời điểm này, khi công nghệ 4.0 đang dần có những ảnh hưởng và là công cụ quan trọng để người nông dân, các trang trại có được sự phát triển mạnh mẽ. Chủ tịch Trung ương Hội Nông dân Việt Nam ông Lương Quốc Đoàn đã cảm ơn chuyến thăm của đoàn và cho rằng hơn lúc nào hết, nông nghiệp Việt Nam, người nông dân Việt Nam rất cần những thành tựu khoa học, cụ thể trong những mảng mà Việt Nam đang còn yếu như chăn nuôi, trồng trọt ở mức cao với sự đồng hành của công tác bảo vệ môi trường. Đây chính là cơ hội để các tập đoàn lớn của thế giới nói chung sẽ đầu tư vào thị trường còn nhiều tiềm năng này. Thay mặt cho tập đoàn Deutz, ông Kern Deutz và ông Kern Deutz, hai lãnh đạo lớn nhất của tập đoàn đã khẳng định thị trường Việt Nam là trọng điểm của họ trong suốt hơn một thập kỷ qua cũng như trong thời gian tới. Tôi đánh giá rất cao về tiềm năng của thị trường nông nghiệp Việt Nam. Ở đây các bạn có rất nhiều lợi thế để phát triển, đất đai màu mỡ, khí hậu một số vùng đất rất tốt để chăn nuôi và trồng trọt. Trong thời gian tới, tập đoàn Deutz sẽ tiếp tục kế hoạch đầu tư của mình ở Việt Nam cũng như phối hợp với các doanh nghiệp trong nước để phát triển thêm nhiều mảng. Hiện tại, Deutz khá nhiều dự án tại đây và chúng tôi có mặt ở đây để khẳng định sự cam kết của tập đoàn với khu vực này. Ông Lương Quốc Đoàn cũng đã lưu ý đại diện tập đoàn Deutz về những chính sách rất mở của Việt Nam nói chung và những chính sách mà Trung ương Hội Nông dân Việt Nam dành cho người nông dân nói riêng. Bên cạnh đó, Chủ tịch Lương Quốc Đoàn cũng đề nghị tập đoàn Deutz cần luôn tính toán đến quyền lợi của người nông dân khi đầu tư, cũng như đảm bảo đầu ra cho các sản phẩm nông nghiệp. Trước đó, đoàn của Deutz cũng đã đến thăm và làm việc với báo Nông thôn Ngày Nay, đồng thời ký kết một chương trình khung giữa tập đoàn Deutz, tập đoàn Hùng Nhân và báo Nông thôn Ngày Nay, báo điện tử Dân Việt về phối hợp, hợp tác trong khoảng thời gian 5 năm về tuyên truyền, truyền thông trong lĩnh vực của mình.